Hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất. Xin chào tất cả mọi người. Theo như mình thấy thì có một số bạn sau khi đã thực hiện cho robot dò like, nhưng mà chúng ta vẫn gặp khó khăn sau khi chúng ta đã hiểu về cách để giải bài toán cho robot dò like. Chúng ta đã viết được code, viết được chương trình để cho robot dò like. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể thấy rằng là robot nó không dò like không theo cái ý muốn, hoặc là chúng ta cảm giác đôi khi con robot nó hơi khù khờ một chút. Thông thường thì code chuẩn rồi mà chúng ta thấy rằng là cái đường like cũng có thể là chuẩn rồi mà con robot của chúng ta vẫn dò like, có thể nói là nó vẫn sai, hoặc là chạy 10 lần thì được khoảng 6 lần, 7 lần, vẫn có đâu đó 2, 3 lần, 4 lần chạy bị sai. Nguyên nhân có thể là do cái cảm biến của chúng ta nó có cái độ nhạy của cảm biến nó chưa phù hợp. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh cái độ nhạy của cảm biến cho nó phù hợp. Thì đây là cái cảm biến dò nai, các bạn nhìn thấy đây là cảm biến dò nai. Về mặt nguyên tắc chúng ta tìm hiểu thì khi bốn cái cảm biến này nằm trong cái đường màu đen thì bốn cảm biến này sẽ nhận được tín hiệu là không, có nghĩa là bốn cái đèn này chúng ta nhìn rất dễ phân biệt là bốn cái đèn đều tắt. Ví dụ ở đèn màu trắng thì bốn tín hiệu là 1 và 2 đèn nằm trong line, 2 đèn bên ngoài thì 1 0 0 1 như thế này. Thế thì khi chúng ta muốn điều chỉnh cái độ nhạy cảm biến, ở đây thì con robot cái game của tôi thì cái cảm biến dò nai tôi đã điều khiển độ nhạy là tương đối rồi. Thì chúng ta lưu ý là ở trên cái cảm biến dò nai này có một cái biến trở. Đây biến trở, đây các bạn nhìn, đây là cái biến trở. Thì trên cái biến trở này có một cái con ốc để chúng ta điều chỉnh tăng và giảm cái độ nhạy của cảm biến. Thì theo như thực nghiệm của tôi thì tôi thấy là vặn xuôi theo kim đồng hồ thì là tăng độ nhạy của cảm biến, ngược chiều kim đồng hồ thì là giảm độ nhạy của cảm biến. Ví dụ như thế này, các bạn nhìn tôi, đây là tôi giảm độ nhạy của cảm biến xuống này. Tôi vặn ngược kim đồng hồ này, ngược chiều đó, các bạn nhìn thấy mặc dù là trong vạch màu đen nhưng mà bốn cái cảm biến đều không nhận được tín hiệu trở về, đều nhận là 1 hết. Đây tôi tăng, đấy các bạn nhìn thấy 1, 2. Đấy tôi tăng độ nhạy của cảm biến. Rồi, đây tôi để cho các bạn thấy này. Đấy, bây giờ đang nhạy quá, không khó mà chỉnh được là hai thằng ở giữa nằm nào không đó. Thế bây giờ tôi tăng độ nhạy cảm biến lên một chút nữa. Rồi, đấy, như vậy là phù hợp. Tuy nhiên thì một số bạn chỉnh như thế này rồi, tôi nghĩ là cũng có rất nhiều bạn biết tăng giảm cái độ nhạy cảm biến, tuy nhiên vẫn không đi được. Nó có một cái chút mẹo mẹo ở chỗ này, theo như tôi là vậy. Bởi vì khi chúng ta quan sát chiếc xe robot đi ở trên cái sa bàn này, ở đây sa bàn của tôi là phẳng gần như là tuyệt đối. Tuy nhiên ví dụ một số bạn mà cái sa bàn chúng ta in bằng bạt, nó có thể bị bởi vì sa bàn nó lớn cho nên chúng ta phải gập lại, cho nên khi gập lại mở ra thì nó sẽ bị
nhăn nhúm một chút, gồ ghề, chứ nó không được phẳng như cái của tôi đây. Cho nên khi chúng ta phải lưu ý là khi cái xe robot nó đi ở trên cái, nó đi ở trên cái đường lai này, thì nó không đi phẳng như thế này, mà khi mà gặp chỗ sóc ấy, thì nó sẽ lâng lên hạ xuống, nó bị sóc mà các bạn tưởng tượng, thì cái cảm biến này nó sẽ gần xa, lúc thì gần lúc thì xa, gần lúc gần hết cỡ, thì là nó sẽ bằng chính cái khoảng cách từ cái bánh lên đến cảm biến này thì không nói. Tuy nhiên cái lúc mà nó gặp chỗ gồ thì nó hơi nhấc đầu lên một chút, hoặc có một số bạn lắp cái bộ, một số các bộ phận về phía đằng sau của con robot, phía đằng sau của con robot này, phía đằng sau này, xem nào con robot nó bị nặng phía đằng sau, vậy cứ đi qua cái chỗ mà nó sóc, chỗ gồ ghề, nó nặng phía đằng sau sẽ nhấc đầu robot lên một chút, cho nên cái khoảng cách từ cái cảm biến đến cái vạch đen nó sẽ thay đổi một chút. Cho nên chúng ta lưu ý là khi chúng ta chỉnh xong cái cảm biến, điều chỉnh xong cảm biến, cái độ nhạy ok rồi, chúng ta phải hơi thử nâng cảm biến lên một chút xem nó có thay đổi không. Rồi nó không thay đổi so với đặt ở bên dưới, chúng ta chọn một cái ngưỡng phù hợp, không thay đổi so với lại ở bên dưới, có nghĩa là chúng ta chọn được ở một cái ngưỡng phù hợp nhất, để khi con robot cảm biến đi phẳng như này cũng nhận được tín hiệu tốt, mà khi gặp vào chỗ sóc hơi cảm biến hơi lâng lên một chút, cách so với mặt xa bàn cách khoảng độ tầm 1-2 mm mà cảm biến vẫn không thay đổi, thì tôi nghĩ thì như vậy là cái ngưỡng mà tốt nhất để con robot có thể dò lai được. Rồi chúng ta thử cả bốn cảm biến một lúc. Đây, thử cả bốn cảm biến một lúc này, trong màu đen này, bốn cảm biến ở ngoài màu đen này. Rồi từng cảm biến một này. Hai cảm biến một này. Hai cái từng cứ hai cảm biến một xem có cái ngưỡng. Ok. Ok, 3 cảm biến này. Chúng ta thử 3 cảm biến xem sao. 3 cảm biến này. 3 cảm biến phía bên này này. Ok. Đó, như vậy là chúng ta đã điều chỉnh xong cảm biến. Sau khi điều chỉnh xong cảm biến thì chúng ta có một con, một cái cốt giỏ lai chúng ta lạp vào, thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ, con robot của chúng ta sẽ dò lai được thôi. Rồi chúc các bạn thành công. Hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất.